Đây là tính năng mới nha anh em. Đó, sẽ là chọn 3D nè, bấm vào khuôn khổ nhá, là có 3D nè, test hiệu ứng nè, đó, các chức năng nhá, ở thư vị nè, đây là thư vị info cảnh nhá, đó và sẽ import vào, nhá. Bọc vào nhá. Đó, ok rồi nha anh em. Đó, anh em có thể đăng ký qua Zalo nè, YouTube nè ha, đăng ký vào kênh YouTube nhá, Zalo nè.